Tổ tiên của cá voi và các loài động vật có vú biển khác là loài động vật có vú trên cạn bắt đầu chuyển xuống biển khoảng 50 triệu năm trước. Dựa trên hồ sơ hóa thạch hiện tại, tổ tiên lâu đời nhất của loài cá voi này là một loài nhỏ bé, với kích thước bằng con sói, là loài động vật sống trên cạn và thỉnh thoảng mới xuống nước. Loài này sống ở một số vùng thuộc Pakistan ngày nay vào thế Eocene, trên rìa của một tuyến biển cổ đại được gọi là biển Tethys. Nó là loài ăn thịt chuyên ăn cá và các loài động vật nhỏ khác trong hệ sinh thái của nó. Hóa thạch của loài cá voi cơ bản này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1983 và kể từ đó đóng vai trò quan trọng cho việc tái hiện quá trình chuyển đổi từ động vật có vú trên cạn thành cá voi. Không nhìn tiêu đề thì các bạn đoán ra đây là cái tên nào chưa? Chính xác đó là Pachycetus, loài được xem là tổ tiên của các loài cá voi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về tổ tiên cá voi, thảo luận về các đặc điểm vật lý độc đáo của nó, nơi nó sống, hành vi và ý nghĩa cổ xưa và cộng như thế nào nhé. Hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ondraxa. Rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Pachycetus là một chi đã tuyệt chủng của cá voi lưỡng cư thuộc họ Pachycetidae, là loài đặc hữu của Pakistan trong thời kỳ Eurasian đầu thế Eocene, cách đây khoảng 50 triệu năm. Mặc dù được coi là tổ tiên của cá voi, Pachycetus trông rất khác biệt so với các loài cá voi hiện đại. Hình dạng cơ thể và giải phẫu chung của nó trông giống với các loài động vật có vú có móng guốc sống trên cạn. Trong hầu hết các bản tái hiện hoạt động của loài động vật thời tiền sử này, chúng thường được mô tả là con lông khắp cơ thể. Điều này không hoàn toàn đáng ngạc nhiên vì hà mã được coi là họ hàng còn sống gần nhất với các loài cá voi. Chúng cũng có thể có lông cơ thể thừa thớt. Không giống như các loài cá voi hóa thạch khác có một số chi được biến đổi để bơi, Pachycetus có bốn chân hoạt động đầy đủ. Nó được minh họa trên tạp chí Science như một loài động vật có vú bán thủy sinh, giống cá sấu, lặn đuổi theo cá. Một số di tích xương hoàn chỉnh hơn đã được phát hiện vào năm 2001, thúc đẩy quan điểm cho rằng Pachycetus chủ yếu là một loài động vật trên cạn có kích thước bằng một con sói. Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy bao gồm một hộp sọ không hoàn chỉnh với một nắp hộp sọ và một hàm dưới bị gãy với một số răng. Dựa trên chi tiết của răng, răng hàm cho thấy răng loài này có thể xé thịt. Sự mài mòn dưới dạng vết xước trên răng hàm chỉ ra rằng Pachycetus nghiến răng khi nhai thức ăn. Nhưng các hốc mắt của loài cá voi này nằm gần nhau trên đỉnh hộp sọ, giống như thường thấy ở các loài động vật sống dưới nước khác như Indohyus. Xương chi của Pachycetus là xương cứng, cũng gợi ý về môi trường sống dưới nước. Nó có kích thước rơi vào khoảng 1-2 mét chiều dài và sống trong nước, nơi chúng ăn cá và các động vật nhỏ khác. Cái tên Pachycetus có nghĩa là cá voi Pakistan, phản ánh lần đầu tiên loài này được phát hiện ở đất nước Nam Á đây. Khu vực sinh sống cụ thể của nó được cho là đồi Kala Chitta, nằm ở phía bắc Pakistan ngày nay. Như đã nói ở phần trước, thì các nhà khoa học cho rằng Pachycetus có thể là loài đặc hữu của khu vực này trong kỷ nguyên Eocene khoảng 50 triệu năm trước, vì đây là nơi duy nhất tìm thấy hóa thạch của loài cá voi cho đến ngày nay. Trong thời kỳ này, Pakistan nằm ở rìa của một đường biển cổ đại được gọi là biển Tethys. Tuyến đường biển đông này trải dài từ biển Địa Trung Hải ngày nay tới Ấn Độ. Tuy nhiên, Pachycetus không sống hoặc săn bắt ở vùng biển này. Các nghiên cứu về đồng vị oxy chỉ ra rằng Pachycetus sống trong môi trường nước ngọt như hồ và sông ở khu vực này chứ không phải ở biển Tethys. Khí hậu trong thế Eocene ẩm ướt hơn so với điều kiện ngày nay. Trong thời gian này, trái đất đang trải qua xu hướng nóng lên toàn cầu được gọi là thời kỳ khí hậu tối ưu đầu kỷ nguyên Eocene. Đây là thời kỳ ấm nhất của kỷ Tân Sinh, đặc trưng bởi nồng độ carbon dioxide trong khí quyển cao, dẫn đến hiệu ứng nhà kính và mực nước biển dâng cao. Những con cá voi đầu tiên ra biển trong vùng khí hậu nhiệt đới ấm áp này. Yeah. Giống như các loài cá voi và động vật có vú trên cạn hiện đại, Pachycetus có thể sinh sản hữu tính. Sự thụ tinh diễn ra bên trong. Sau đó, Pachycetus sẽ mang thai trong khoảng thời gian nhất định trước khi sinh ra con non. Xét về kích thước của Pachycetus, thời kỳ mang thai của loài động vật có vú thời tiền sử này có lẽ ngắn hơn so với các loài động vật lớn như cá voi ngày nay. Loài có xu hướng sinh con phát triển đầy đủ hơn, có thể chúng sinh con trên cạn thay vì dưới nước như các loài cá voi hiện đại. Những con Pachycetus còn nhỏ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc và bảo vệ của bố mẹ. Giống như hầu hết các loài động vật có vú, chúng có thể được mẹ nuôi dưỡng trong giai đoạn đầu phát triển. Khoảng thời gian chính xác mà người mẹ chăm sóc cho đến khi con non trở nên độc lập vẫn chưa được biết rõ. Nhưng chúng ta có thể cho rằng những con Pachycetus con hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ trong ít nhất một vài tháng trước khi chúng có khả năng tự săn mồi và kiếm ăn.
Sự tiến hóa của Bakisetus là một cột mốc quan trọng trong lịch sử tiến hóa của các loài cá voi ngày nay, bao gồm cá voi, cá heo và cá heo chuột. Loài động vật có vú trên cạn này thuộc nhóm động vật có vú đầu tiên, được gọi là Archaeocetes. Các thành viên của nhóm này được coi là tổ tiên lâu đời nhất của loài cá voi được biết đến, và Bakisetus là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm này. Bakisetus được tiến hóa từ cùng tổ tiên với các loài bốn guốc sống trên cạn, chẳng hạn như lợn, hà mã và các thành viên khác của bộ Artiodactyla vào khoảng 53 triệu năm trước. Những tổ tiên đầu tiên của loài cá voi này sinh sống ở vùng ven biển, nghĩa là chúng có thể tiếp cận đất liền và môi trường sống dưới nước, nhưng lại dành nhiều thời gian trên cạn hơn. Theo thời gian, chúng phát triển khả năng thích nghi cho phép chúng dành nhiều thời gian hơn ở dưới nước. Điều này bao gồm những thay đổi trong cấu trúc chân tay và sự phát triển của các cơ quan cảm giác giúp chúng nghe được dưới nước. Móng dài và hàm răng sắc nhọn của Bakisetus là sự thích nghi để bắt cá và con mồi nhỏ dưới nước trong môi trường sống của chúng. Trong 15 triệu năm tiếp theo, các loài động vật có vú đầu tiên sẽ tiến hóa thành những dạng mới với khả năng thích nghi chuyên biệt hơn với đời sống dưới nước. Ví dụ các thành viên Archaeocetes sau này như Ambulocetes và Rodhocetes đã thể hiện khả năng thích nghi tốt hơn với môi trường nước. Chúng có cơ thể thon dài, chân tay dài giống như vây cá và xương chậu nhỏ hơn. Họ Bacillosauridae thậm chí còn có khả năng thích nghi tốt hơn với môi trường nước. Điều đáng chú ý là cá voi không phải là loài động vật có vú trên cạn duy nhất được biết đến là đã quay trở lại cuộc sống dưới nước. Hiện tượng này đã xảy ra ít nhất 7 lần ở các nhóm động vật có vú trên cạn khác nhau, tạo ra tới 100 loài động vật có vú vẫn đang sinh sống ở các đại dương trên khắp thế giới. Các nhóm khác ngoài cá voi bao gồm chân màng như sư tử biển và hải mã. Hệ sinh thái đầu thế Eocene nơi loài Bakisetus sinh sống có rất nhiều sự sống đa dạng. Sự gần gũi của khu vực này với các vùng ven biển cũng có nghĩa là khu vực này có nhiều loài sinh vật biển và trên cạn. Bakisetus là loài ăn thịt. Ở dưới nước, nó săn cá và các loài thủy sinh nhỏ khác bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Trên cạn, mục tiêu của chúng là các loài động vật có vú nhỏ hơn như bò sát, chim và côn trùng, vốn có nhiều trong các khu rừng cận nhiệt đới và vùng đất ngập nước vào đầu thế Eocene nơi chúng sinh sống. Nhưng bản thân Bakisetus có khả năng phải đối mặt với những kẻ săn mồi từ các loài ăn thịt lớn khác trong hệ sinh thái của nó. Điều này cũng bao gồm các loài động vật ăn thịt trên cạn khác, chẳng hạn như các loài động vật có vú ăn thịt ban đầu, như các loài cá sấu sống dọc theo rìa biển Tethys trong thế Eocene. Một số loài săn mồi này cũng chiếm cùng một hốc sinh thái với Bakisetus, nghĩa là chúng sẽ cạnh tranh với nhau giành cùng nguồn thức ăn và các tài nguyên khác. Bakisetus ban đầu được mô tả là loài động vật có vú bán thủy sinh và nhiều nhà khoa học vẫn coi nó theo cách này. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng loài này sống trên cạn nhiều hơn dưới nước nhưng cũng thoải mái trong môi trường nước. Bakisetus có bốn chân hoạt động đầy đủ giống với những họ hàng móng guốc hiện đại như hà mã, nên việc đi trên cạn sẽ không khó khăn. Tuy nhiên, bàn chân của Bakisetus có thể có màng giữa các ngón tay, giúp nó dễ dàng sử dụng chân tay để chèo trên mặt nước hơn. Sự thích nghi này có lẽ đã giúp Bakisetus di chuyển hiệu quả dọc theo bờ sông, cửa sông và vùng nước nông ven bờ. Một trong những đặc điểm độc đáo gắn kết Bakisetus với loài cá voi ngày nay là các đặc điểm cảm giác của chúng cho thấy có thể nghe được dưới nước. Bakisetus có một cấu trúc được gọi là bóng thính giác ở hộp sọ. Cơ quan này được hình thành bởi xương dày, là cơ quan thính giác chuyên biệt giúp các loài động vật có vú nghe được. Một phần quan trọng khác của hệ thống thính giác này là lỗ xương hàm dưới. Cấu trúc này nằm trong hàm dưới của động vật biển có vú, thường chứa một túi bở giúp chúng nghe được dưới nước. Lỗ xương hàm dưới của Bakisetus nhỏ, nghĩa là nó không có lớp để mở. Cơ chế nghe của loài cá voi này ở mức trung gian giữa cơ chế nghe của động vật có vú sống dưới nước và động vật có vú trên cạn. Cá voi dựa vào khả năng thính giác dưới nước để giao tiếp và hình thành các nhóm gia đình nhỏ. Nếu không có hệ thống giác quan tiên tiến như vậy, có thể cho rằng Bakisetus chủ yếu sống đơn độc. Loài ăn thịt lưỡng cư Bakisetus có khả năng săn bắt thức ăn cả trên cạn và dưới nước. Nó có thể bơi qua các vùng nước nông để tìm kiếm con mồi, nhưng cũng có thể săn mồi trên cạn. Cũng có khả năng tổ tiên của loài cá voi thời tiền sử này cũng có khả năng đào bới. Bakisetus có mõm dài với hàm răng sắc nhọn, cho thấy chúng có thể thích nghi với việc bắt con mồi nhỏ dưới nước. Nó có bộ răng di dạng bao gồm răng tiền hàm, răng nanh và răng cửa. Chế độ ăn của Bakisetus có thể bao gồm cá và các sinh vật thủy sinh khác ở lòng sông bung hoặc cát và môi trường sống trên cạn gần nguồn nước. Mặc dù tương đối nhỏ và khiêm tốn, Bakisetus là một trong những hóa thạch hấp dẫn nhất từng được phát hiện.
chủ yếu là vì nó trông không giống gì so với hậu duệ hiện tại của nó. Tuy nhiên, đây là một phát hiện quan trọng giúp trả lời những câu hỏi về cách thức động vật có vú chuyển đổi từ tổ tiên sống trên cạn sang sống hoàn toàn dưới biển. Trước khi phát hiện loài Brachycetus, nhiều nhà khoa học vẫn thấy khó chấp nhận rằng cá voi hiện đại có nguồn gốc từ tổ tiên hoàn toàn sống trên cạn. Những câu đố như thế này rất phổ biến trong lịch sử tiến hóa của nhiều nhóm động vật khác nhau, và việc phát hiện ra các khóa thạch chuyển tiếp như thế hiện là những đặc điểm trung gian giúp chấm dứt những cuộc tranh luận này. Đây là lý do tại sao việc phát hiện The Brachycetus vào năm 1983 có tác động sâu sắc đến sự hiểu biết của khoa học thời bấy giờ. Ban đầu, người ta coi chúng là động vật bán thủy sinh, chia thời gian sống thành hệ sinh thái trên cạn và dưới nước. Nhưng việc phát hiện ra những khóa thạch hoàn chỉnh hơn vào năm 2001 đã khiến các nhà khoa học phải xem xét lại lối sống của những loài động vật có vú này và phân loại chúng thành tổ tiên hoàn toàn của cá voi sống trên cạn. Đây là tổ tiên lâu đời nhất của loài cá voi, và việc phát hiện ra loài này đã giúp các nhà khoa học xác định đúng vị trí của những tổ tiên khác của loài cá voi và theo dõi hành trình của chúng khi chúng tiến hóa theo hướng sống bán thủy sinh và hoàn toàn dưới nước. Vừa rồi là những phân tích về Brachycetus, một sinh vật được xem là tổ tiên của các loài cá voi hiện đại. Các bạn thấy sao về gã này? Hãy bình luận chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn yêu thích các sinh vật đại dương tiền sử thì có thể xem playlist sinh vật đại dương mình gắn ở phần mô tả nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ojexa trong tương lai. Cũng đừng quên đăng ký theo dõi người anh em chứng gốc La mới ra đời của chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. My appetite.